Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn thăm chúc mừng Ban Quy ước Đạo Cao Đài thành phố, một số hội thánh, thánh tịnh, các vị chức sắc chức việc tiêu biểu của các phái đạo Cao Đài trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày đại lễ khai đạo Cao Đài. Đoàn đến thăm và chúc mừng tại thánh tịnh Bửu Pháp Đàn thuộc khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy và thánh tịnh Thiên Trước thuộc ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Ban Quy ước Đạo Cao Đài thành phố. Thay mặt đoàn, ông Tống Giang Nhịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, thông tin một số hoạt động lớn chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và những kết quả thành phố Cần Thơ đạt được trong năm 2023. Trong đó có các hoạt động từ thiện xã hội của các phái đạo Cao Đài. Thành phố đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những đóng góp trên, mong muốn trong thời gian tới, Ban Quy ước Đạo Cao Đài thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài trong xây dựng khối đại đoàn kết và hướng các hoạt động đạo theo đúng phương châm và quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ông Lương Hữu Phước, trưởng Ban Quy ước Đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và cho biết sẽ tiếp tục vận động các tín đồ tích cực đồng hành cùng các hoạt động do chính quyền Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể địa phương phát động.